chồng con gái con rể, con nở sang con nở nguyện con khóc người cha lúc này, con đau xót lắm cha. Biết lấy ai bạn nó để các con đi từ nơi trở về đâu còn có cha. Ôi hỡi cha cả một đời cha đã ra lao vất vả bao ngày, bao nước mắt mồ hôi cha nuôi con trưởng thành cho đến bây giờ. Chưa báo chưa đền thì cha lại ra đi. Vợ chồng con gái con rể con nở nguyện con nở xa con khóc người cha ơi. Cha ơi, sau đây bố mẹ con luôn mơ bố mẹ con muốn mở đi cha. Ôi cha, con xin cho bi tay con nguyện cầu cầu chúc cha ra đi cha. Siêu thoát cha độ chỉ cho các con của cha. Ông ơi, hai cháu ở nơi xa con nhận nhận người. Ông ngoài ơi qua đoàn nghề, nhà hiếu thay lò cho cháu thành nghề cháu lập về lúc này còn khóc gọi ông. Ai đã làm mà lên lỗi buồn đau? Ông ra đi bỏ cửa bỏ nhà. Về cháu biết đi phải làm sao? Ông ngoại ơi, hay cháu lần này thành là lập con lợn tận nước ngoài. Có mẹ của con lúc này ở đây thay cho hai con thấp tận ưng thương thì con linh biệt ông ngoài. Con gửi ông lúc này thì trời đầy trưa rồi, ông về ông xơi cơm ông ngoài. Con biết người biết tìm ông ngoài ở đâu bây giờ. Ông ngoài ơi,
cháu Tú Trang ở Tân Thái là tình cảm đồng nghiệp với các con của ông nên xong vào viếng ông xin được. Ông ơi phụ ơi, cháu thì không người ông chắc không người phụ giờ này để ông ngoại ơi. Cháu lợn 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 sơn cùng cùng chắc chắc hương cháu ngoại chắc chắc ngoại đây. Không về ơi hời ông ngoại cháu càng gọi càng xa, xa. Ôi kẻ từ tay cháu mất mất ông rồi ông ra đi ông về thoát ông độ trì ông trương giáng cho trên đời cháu được bình bình. Anh Ngọc ngồi cầu nguyện cho hương linh của ông được về suối vàng phù hộ